Sao con vẫn nhớ tô canh bầu nồi ca giữa ngoài kho ở mãi quê nhà mùa này ngoài lôi ruộng sâu từng bước lom khom ngoài theo hạt lúa thơm nồng rồi đêm ngoài ngồi nhớ từng đưa cháo yêu thương nhớ thằng hai con hay khóc nhẹ bắt ngoại ẩm thòng cháu Quỳnh gọi điện về thăm sức khỏe cụ. Cứ gửi tiền về mừng tuổi cụ.
nhớ gửi tiền vào cho cụ nhá. Không thấy gà gian cụ ạ. Đâu? À đây đây gà bây giờ mới gian đây. May quá hôm nay tiết kiệm được mấy trăm nghìn tiền hoa. Xin ông chưa? Mẹ là răng che bóng con đi học về. Mày nó giàu hơn ông rồi. Mẹ
Con nguyện kỳ sau